Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bước phát thảo bố cục các hình khối của trang web. Trước hết thì vẫn cần phải lưu ý rằng việc bạn để bố cục trang web một cách thật thông thoáng hay là dày đặc thông tin hơn thì sẽ phụ thuộc vào việc là đặc thù doanh nghiệp cũng như là mong muốn của chính bạn. Hiện nay thì các website doanh nghiệp có xu hướng thiết kế ngày càng đơn giản và thông thoáng để tập trung làm nổi bật nội dung. Đồng thời thì người dùng website có thói quen là lướt web, nên nếu như các thông tin của bạn được trình bày sát xít và quá dày đặc thì sẽ không đem lại hiệu quả và khiến người dùng không thoải mái, trừ phi là bạn đang tạo ra một website tin tức. Hãy cùng xem một ví dụ về website evernote.com mà chúng ta đã tìm hiểu phần trước. Một trang web rất hiệu quả nhưng bố cục lại cực kỳ đơn giản. Họ đơn giản là chia thành 3 hàng, và trong hàng đầu tiên và hàng thứ hai thì họ sẽ chia làm 2 cột, trong cái hàng dưới cùng thì chia làm 3 cột. Và cái bố cục này cực kỳ cân đối và đẹp mắt. Và như chúng ta tìm hiểu phần trước thì website này có những hình minh họa cũng như là phần nội dung hết sức hợp lý. Và chúng ta chỉ cần yêu cầu rất đơn giản như vậy về bố cục mà thôi. Hãy xem một cái ví dụ rất kinh điển khác là website của một trong những ông lớn làng công nghệ, đó là Apple. Đây là trang web về sản phẩm laptop MacBook của họ. Có thể nói là không thể đơn giản hơn. Vẫn chia là các hàng cột 1 phần 2, cột 1 phần 3 hay là 3 phần 4, rất cân đối và hài hòa, trong khi vẫn đem lại một cái hiệu quả tuyệt vời. Chúng ta cùng xem thêm một cái ví dụ có vẻ phức tạp hơn một chút. Đó là website của trường đại học Oxford. Trông có vẻ khá là rắc rối nhưng mà thực ra thì bố cục cũng vẫn là các hàng và các cột hết sức rõ rệt. Đây các bạn có thể thấy, đây là cái bố cục của họ. Thì cũng có hàng 1 cột, có hàng 4 cột, có hàng 5 cột. Có thể nói là cái việc phát thảo bố cục cho website không khác gì những trò chơi xếp hình Lego trẻ con vậy. Và sẽ có một số cái tiêu chuẩn thiết kế căn bản về tính đối xứng, cũng như đối xứng trục hay là đối xứng tâm, hay là một số cái gợi ý tiêu chuẩn khác sẽ giúp cho bạn dễ dàng thành thạo được cái công việc này. Và các bạn thấy rằng website này có cái bố cục rất là cân đối, chia thành 5 cột rồi chia thành 4 cột từ trên xuống dưới, đơn giản và hiệu quả. Và hầu hết các website hiện nay thì đều có cái xu hướng là thiết kế bố cục theo cái hình khối như kiểu như thế này. Trở về cái case study của nhà khoa Lê Hưng thì đây chính là bản phác thảo bố cục hình khối cho cái trang web này, trang landing page răng sứ thẩm mỹ mà chúng ta đã cùng nhau xây dựng nội dung chi tiết cho nó ở phần trước. Các bạn có thể thấy rằng là không có những gì ngoài hàng và cột cả. Như phần này chúng ta chia làm 2 cột, hàng đầu tiên chia làm 2 cột, hàng thứ hai chia làm 3 cột, hàng thứ ba chia làm 2 cột. Phần này thì chúng ta không chia cột nữa, chỉ có một cột duy nhất thôi. Phần này cũng thế, hết sức đơn giản. Và nó tương ứng với những cái phần mục nội dung, ví dụ đây phần tiêu đề, chúng ta để một cái slide thì sẽ có 2 cột. Một cột thì chúng ta dự kiến là sẽ để một cái hình. Phần cái này chúng ta sẽ để chữ ở đây. Phần đưa ra nỗi đau thì có 3 nỗi đau, chúng ta chia làm 3 cột, rất đơn giản. Phần đưa giải pháp chính có 4 mục nhỏ trong phần này, chúng ta sẽ chia làm 2 cột. Và trong một cái cột này thì sẽ có 4 cái dòng tương ứng với 4 cái mục nhỏ. Chứng minh cơ sở vật chất thì chúng ta sẽ làm một cái video, vì thế sẽ để một cái video ở chính giữa đây. Còn đây là dòng ghi là video chứng minh là đây, cái ví dụ như là dòng này sẽ ghi rằng là phòng khám nha khoa Dr. Lê Hưng có một cơ sở vật chất rất là tốt như vậy. Nên phần rủi ro về giá chúng ta có 3 gói thì cũng chia làm 3 cột như này. Hết sức đơn giản như vậy thôi.